Chào mừng quý vị khán giả của Little Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất với Chelsea. Và hôm nay Chelsea có mời được hai vị khách mời đến với chúng ta. Phải nói là khuôn mặt rất là thân quen với cộng đồng của Việt Nam chúng ta ở đây. Thì chắc trước khi mà mình nói thêm về góc khuất của các em ở đây, thì chị mời em gửi lời chào đến quý vị khán giả. Danby, chào chị Chelsea và chào quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Em là Katrina Hải Nhi, em xin kính chào chị Chelsea và quý vị khán giả của Little Sài Gòn. Cảm ơn hai em rất nhiều. Thì nếu mà quý vị nào mà đã thấy nha, hay là bây giờ gần ngày đây đó, thì mình có những cái sinh hoạt cho cộng đồng giống như Tết hay những cái event nào đó, thì quý vị cũng thấy là mấy em đây đã biểu diễn, trình diễn qua rồi. Thì là thường là chúng ta thấy ba em, và hôm nay là mình có mời được hai em đến với chương trình. Thì tên gì vậy em? Nhóm múa của tụi em tên là Ba Âm. Hôm nay rất tiếc là thành viên thứ ba không có mặt ngày hôm nay được. Thành viên thứ ba tên là Nhã Vi, là em ruột của Hạ Nhi. Thì ba tụi em đã gặp nhau từ hồi nhỏ, lúc mà mình học võ Wushu. Lúc đó thì Hạ Nhi chỉ có 5-6 tuổi thôi. Rồi Đan Vi thì lúc đó cũng chắc là 9 tuổi. Thì từ hồi nhỏ là ba tụi em đã đam mê nhạc Việt, múa, nên đã học lớp cùng với nhau. Và từ đó đến nay thì tụi em tiếp tục tham gia trong cộng đồng Việt Nam. Thì không biết Hạ Nhi có nói thêm về nhóm múa tụi mình không ạ? Tụi em là muốn, tại vì muốn bảo tồn văn hóa Việt Nam của chúng ta qua âm nhạc, nên những điệu múa mà chúng em đã tạo ra đó, thì cả truyền thống và cũng có võ nữa này, tại vì ba tụi em đã học võ từ hồi nhỏ. Nhìn dễ thương vậy đâu biết có võ đâu. Thì cái này là nếu mà quý vị nào mà gọi tự nhiên Chelsea mà là mình nói về bây giờ, mình phải đi ngược về thời gian á, mình đi vượt thời gian, là nếu mà vài chục năm về trước ha, 20, chắc ở chừng 20 năm về trước ha, ít lắm có 20 năm mà, thì là quý vị nào mà biết đến bé Đăng Vi, mình gọi tên là bé Đăng Vi, thì là sinh hoạt cho cộng đồng, là lúc đó là em vừa đi hát, là lúc em cỡ nhiều tuổi là em đã đi hát rồi. Nếu em nhớ, lần đầu tiên em đứng lên sân khấu là hình như là thi Trẻ Em Quốc Phục Đẹp, lúc đó em có 2 tuổi rưỡi thôi à. Dễ thương mà à. Hình như là cái requirement phải là ít nhất là 3 tuổi, nhưng mà hình như mẹ em cũng gian một xíu, nói là em 3 tuổi. Nhưng mà lên sân khấu, MC hồi đó là thầy Quỳnh Di với cô Minh Phượng hỏi em là vậy Danby bao nhiêu tuổi, tự nhiên em nói 2 tuổi rưỡi, xong rồi cô Minh Phượng nói ủa 3 tuổi mới được thi mà, xong rồi em thấy mẹ em ở dưới đó. Nhưng mà đó là lần đầu tiên em đứng lên sân khấu, thì sau đó thì em cũng đóng góp tiếng hát của em qua những sự kiện cộng đồng. Nhưng mà cái này dễ thương, cái là 2 tuổi thôi mà cũng biết nó từ 2 tuổi rưỡi. từng tháng. Nhưng mà bây giờ lớn này không có tính nữa. Rồi sau đó em đi hát cho cộng đồng. Chị nhớ là lúc đó là sinh hoạt cộng đồng. Nhiều lúc chị cũng, thực sự chị lớn em có vài tuổi thôi. Vài tuổi. Thì đó chị nhớ là chị chắc hơi nhiều hơn hả? Thì lúc chị thấy là em đi đâu, có những cái sinh hoạt cộng đồng, em đều có mặt ở đó hết. Và mẹ và ba đi theo. Thì lúc đó là tên dễ thương bé Đăng Vi thì ai cũng nhớ. Còn lúc đó là em đâu có đi hát đâu hả? Không, tại vì mấy ngày đó thì em rất là nhỏ. Nhưng mà vì đó là hồi nhỏ em rất là ấn tượng chị Đăng Vi đó. Em vì chị Đăng Vi em thấy trên sân khấu rất là đẹp, rất là giỏi. Cho nên em mới hỏi mẹ em là con muốn lên sân khấu với chị Đăng Vi, giống như chị Đăng Vi hát tiếng Việt giỏi quá, em muốn làm như vậy. Cho nên mẹ em mới hỏi mẹ của chị Đăng Vi đi hát ở đâu, đi múa ở đâu, xong rồi mẹ em ghi danh, cho nên Ba Âm bắt đầu từ đó. Vậy là những lời này em có từng nghe qua chưa, hay là ở trên đó góc em mới được nghe những lời này? Tiếp tục đi em. Dạ, ba chị em đã có nghĩa mình đã biết nhau lâu rồi, nhưng mà cái thời mình thành lập nhóm là vài năm về trước thôi. Thì là ở đâu chị thấy mỗi lần tụi em đi đâu cũng có mặc đồ giống nhau hết, giống như bây giờ quý vị thấy là hai cái áo giống nhau. Thì mình phải đầu tư rất là nhiều, nhưng mà mình là cũng là học sinh mà, phải không? Mình cũng còn trẻ nữa, nhưng mà ở đâu mình có một cái ý kiến, cái ý tưởng rất là sâu sắc để mà bảo tồn văn hóa Việt Nam chúng ta. Thì
hồi nhỏ thì là em bắt đầu hát, thì hai em cũng đi theo, cũng vừa hát vừa múa. Nhưng mà hồi đó thì tụi em cũng trình diễn không có chung nhiều, chỉ có mấy mấy sự kiện thì tụi em có cơ hội để giống như hát chung một bài hay là múa chung một bài gì đó. Thì gần đây thì tụi em muốn officially thành lập một cái nhóm. Những trang phục mà tụi em có đó là tự làm. Dạ, tại vì không đủ tài chính khi mới bắt đầu để có giống như ai đó để giúp tụi em, nên tụi em mà cũng là vì mình có một cái vision, muốn I guess emulate certain aspects của Việt Nam với trang phục của tụi em. Nhưng mà rất là hay là tự làm, là mua vải, là tự may, là luôn là xong làm. Có nghĩa là công phu lắm. Mình ví dụ chữ công phu là nó take a lot of time consuming. Thì cái thời gian đâu tụi em vừa đi học vừa đi làm, không phải là học xong rồi mà phải vừa, có nghĩa là quan trọng là mình làm cái công việc chính của mình, rồi sau đó mình phải qua cái này, là mình coi nó như là một cái đam mê, một cái hobby, hay là nó là một cái gì của mình rồi, cái công việc của mình, hay là chỉ là một cái mà mình nói là đam mê thôi. Cái này là em muốn nói rất là đam mê của Hạ Nhi á. Cái em cũng sacrifice a lot of sleep để may và để làm mấy cái dụng cụ để múa, nhưng mà vì cái sự đam mê rất là strong á, em có cái motivation để làm, cho nên em, ba chị em cũng không có nhiều thời gian, nhưng mà mình make it work tại vì cái đam mê nó rất là strong. Dạ, yeah, thí sinh rất là lớn lao, mất ngủ luôn. Có thiếu ăn không? Oh yeah. Ốm nhôm mà. No. No, em cũng chọc nữa, tại vì nhóm tụi em tên là Ba Âm, thì nếu đọc là 3 a.m. là giống như cái giờ 3 a.m. á. Hồi đó là tụi em thức sáng đêm luôn để tạo một cái bài múa nếu mà last minute, hoặc là may quần áo. Rồi dạo này thì tụi em cũng vừa đi làm vừa đi học, nhưng mà we joke about it all the time, là tụi em cứ chọc nhau hoài, là tại vì Ba Âm we work 24/7, là 24/24 luôn. Tại vì em là I have a traditional job, so it's more of like 9 to 5, là em làm từ sáng tới khoảng 5 giờ là em xong, rồi sau đó thì extracurriculars, những điều khác. Nhi thì làm ca đêm, thì là 24/7 là tụi em nói chuyện với nhau, tụi em làm việc cái giờ ba a.m. là cái giờ là giờ Linh á, giờ ba đứa when we recuperate. Vậy là cái như là thiếu ngủ rất là trầm trọng luôn, nhưng mà nhìn không ra nên nó sẽ dựng rất là đẹp. Cái việc nào concealer cái này, nhưng mà quảng cáo cho concealer là mình thì có thể là tụi em sẽ bỏ hình lên cho quý vị xem để biết là ba em mình có hát không, hay mình chỉ múa thôi. Chị biết em hát rồi, nhưng mà khi mà bây giờ mình gặp là mình làm cái nhóm, mình có hát không hay mình chỉ múa thôi? Dạ, ba tụi em hồi nhỏ thì có hát, nhưng mà gần đây thì là những bản nhạc là tụi em múa nhiều hơn. Nhưng cái project kế tiếp thì có thể nó hơi khác một tí xíu. Múa lửa. Bây giờ mình không hát nữa, mình múa mà mình múa. Em có võ mà, thì cái đó là chuyện dễ ha. Thì vẫn có học võ không, hay là mình chỉ học lúc mình còn bé thôi? Dạ, em học võ thì cũng được khoảng 10 năm, học võ Wushu. Và cái võ Wushu là rất là đặc biệt cho nhóm Ba Âm á, tại vì cái võ này là nó là gọi là performing arts, cho nên nó chỉ mình self defense, nhưng mà cũng là võ đẹp, giống như cái điệu của võ cũng giống như nhảy chút xíu, cho nên that's why ba chị em muốn thành lập cái nhóm Ba Âm với điệu múa, đồng góp với những điệu truyền thống Việt Nam. Hay quá nhờ. Yeah. Chị chưa có biết tới cái võ đó, nhưng mà cái tuổi chị có học được không? Được. Nhiều khi đúng mình cơ thể mình cứng quá đó. Nghĩa là mình phải cần cái độ dẻo khi mà mình muốn cái võ đó mà đi chung với lại cái kiểu điệu nhảy. Thì mình phải cần, mình body mình phải còn trẻ, mình muốn flexible được em. Thì bây giờ tương lai, nói tương lai có đi sao không, hay là mình nói trước mắt đi, nói trước mắt trước đi. Ở trước mắt thì tụi em sẽ có những cái sự kiện nào kế tiếp không?
có mấy cái events nào mà quý vị có thể đi xem. Là tụi em chỉ biết là tụi em hoạt động trong cộng đồng. Thì có cái những cái gì kế tiếp có thể bật mí cho quý vị khán giả? Em hình như có thể bật mí được. The Rose Parade sắp tới của thường thường là rất là lớn của Mỹ đó. Rose Parade hình như năm nay là lần đầu tiên sẽ có một cái float của Việt Nam, thì ba tụi em sẽ đóng góp trong cái diễn hành đó. Thì sau đó thì cũng là Tết cũng sắp tới, và tụi em cũng có những sự kiện từ đây tới cuối năm, nhưng mà cũng không nhiều lắm là tại vì tụi em không có thì giờ. Ba tụi em làm việc rồi đi học khác giờ đó nên rất là khó để tập chung với nhau. Nhưng mà hình như cái Rose Parade là cái sự kiện lớn nhất sắp tới của tụi em. Cái đó mình nghe mình cũng thấy hãnh diện, mình vì người Việt Nam lần đầu tiên có ở mặt ở ra mà mình có mặt ở đây là trên góc khuất và ba em lên đó thì gì cũng hãnh diện theo. Thì hay quá ha, là lúc đó mình mặc đồ thì cũng nghe là mình phải chuẩn bị trang phục. Đúng. Rồi tụi em sẽ làm những có vượt mí được không? Hay là áo dài chắc chắn không? Hay là chắc là không mặc áo dài. Thường thường là tụi em muốn phô trương những gì khác của truyền thống Việt Nam. Tại vì thường thì là nhiều người cũng biết đến ví dụ là nón lá hoặc là áo dài hoặc là mút quạt những gì đó, thì cái đó thì mình đã biết rồi, thì cũng có nhiều nhóm họ cũng phô trương nó luôn rồi. Nên cái mục đích của tụi em là muốn cho quý vị biết, hiểu biết thêm những truyền thống khác của Việt Nam, và nhất là cho những bạn hoặc là các em nhỏ có thể học hỏi thêm về thêm về Việt Nam. Cảm ơn hai em. Chị đang hỏi, chị đang muốn biết đang nhiều chuyện đây nè. Là khi mà mình là Việt Nam, ba cô rất là xinh đẹp dễ thương và trẻ nữa, thì mình đi lên mình biểu diễn trên stage mà ba tụi em đều nói tiếng Mỹ rành hết, thì những người bạn hay là ai đó họ có cái phản cảm như thế nào, hay là họ ảnh hưởng cái reaction của họ nó như thế nào khi mà thấy ba em ở trên stage mà ba tên ba âm nữa, rồi mặc đồ tụi em tự làm nữa, thì em được cái feedback như thế nào? Em rất là thích cái nhóm ba âm ấy, tại vì hồi trước thì em thấy most of the time chỉ có người lớn tuổi hay là người giống tuổi với ba mẹ thì mới thích thích giống như chị đang đi hát cải lương giống như vậy á. Nhưng mà sau khi chị đang đi hát rất là hay, nhưng mà sau khi thành lập cái nhóm ba âm và cái điệu múa, cái bài múa rất là phong phú với những điệu võ, thì em thấy những bạn trẻ bằng tuổi và cũng bạn trẻ nhỏ hơn ba chị em rất là ấn tượng và muốn theo chân bước của ba chị em để học thêm điệu múa, học thêm tiếng Việt, cho nên em rất là hãnh diện và rất là vui có thể làm cái gương mẫu cho các em nhỏ. Chị đang suy nghĩ dựng cải lương. Là chị có nghe em nói đang viên hát, em đang viên hát cải lương luôn. Thì là tuổi này rất là dễ thương, rất là trẻ mà hát cải lương, là mình có thầy không em? Hồi đó thì có cô Phượng Mai với thầy Trí Tâm. Nhưng mà em không hát cải lương nữa, đó hồi nhỏ. Nhưng mà cũng kể đó, mình trong đời mình mình cũng biết hát là cũng hay rồi, là chị không biết hát cho nên vậy là chị chúc mừng em cũng hay rồi. Nhưng mà em và cũng giống như Hạ Nhi với Nhã Vi, mình muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam, tại vì em cũng muốn bổ sung thêm những gì mà Hạ Nhi vừa nói, đó là thường thường thì những người lớn thì họ thích giống như nhạc truyền thống hơn, nhạc mà tại vì họ có thể nghe rồi biết là ô cái này, nhạc này là mình nhạc thích tình. Từ hồi nhỏ là tình hoặc là nhạc truyền thống, ví dụ là nhạc ca trù hoặc là những bài lý, thì cái đó là những người lớn họ đã biết rồi. Còn tụi em là khi mà tụi em chọn bài là muốn một là có một câu chuyện nó quan trọng để nói, hoặc là hai là những nhạc truyền thống nhưng mà cái background music
nó hiện đại hơn, giống như là mix bài lý với EDM, ví dụ là như vậy. Thì tụi em muốn làm sao mà có thể integrate hai thế hệ của ba mẹ và thế hệ tụi em và thế hệ nhỏ. Vậy là tụi em giống như là DJ luôn, tự mix nhạc luôn. Thì cái đó nó đâu có phải là nói dễ, nhưng mà không phải là dễ thì mình phải làm đúng rồi xong mình phải ra studio làm như thế nào. Là có nghĩa là mình nhận, có nghĩa là mình bước vô cái con đường là khó khăn là vì mới đầu là tiền nè, quan trọng đầu tiên à, xong mình phải đầu tư thời gian của mình nè, mình phải hy sinh rất là nhiều luôn. Thì tụi em làm cái này vì cộng đồng, vì giới trẻ, vì Việt Nam hay là vì cái gì, hay vì ước mơ của mình, hay vì đam mê? Vì tất cả luôn chị, tất cả luôn, nó bắt đầu từ cái đam mê. Xong rồi lúc mà mình bắt đầu á, mình thấy ô cái này vui, ô cái này là người ta rất là thích, người ta học hiểu nhiều về văn hóa qua cái điệu múa của ba âm. Xong rồi nó cứ grow and grow, cho nên mình muốn làm cho cộng đồng, mình muốn chia sẻ truyền thống, cho nên rất là everything luôn chị. Dễ thương. Em nghĩ là những ba tụi em có cùng là đam mê của để bảo tồn văn hóa Việt Nam của chúng ta, nhưng mà lớn lên thì tụi em đã làm những việc khác, I guess to portray that love for Vietnam. Like for example, tụi em trong đại học thì có participate in VSA, là Vietnamese Student Association, thì tụi em cũng dạy múa, etc. Như vậy, hoặc là nhà thờ, chùa gì đó, thì tụi em lúc nào cũng là đóng góp tham gia. Và em nghĩ là tụi em muốn tiếp tục những gì mà tụi em đang làm, và hopefully inspire những thế hệ mai này để tiếp tục theo bước chân của tụi em luôn. Vì cái nghĩa là mình bảo tồn văn hóa Việt Nam của chúng ta. Và tụi em là hát ở chùa, nhà thờ, có nghĩa là ở đâu mà có cộng đồng, tụi em có thể đóng góp được mình nói tài năng hay là cái thời gian của mình thì tụi em làm hết luôn. Rất là dễ thương. Quý vị nào mà coi cái show đầu tiên Góc Khuất, cái show đầu tiên luôn á, thì cái người đầu tiên mà Chelsea mời, khách đầu tiên Chelsea mời là Đăng Vi ở đây. Chị vẫn kêu bé Đăng Vi em ơi, trong cái phone chị vẫn xuyên là bé Đăng Vi luôn. Thì là Đăng Vi là người đầu tiên mà đã Chelsea mời lên khi mình nói về Góc Khuất. Thì mình kể rất là nhiều chuyện về Góc Khuất của người con gái, phụ nữ con gái chúng ta, con gái dễ thương dễ chưng. Thì khi mà mình nói mình đi đam mê về ca nhạc, hát kịch hay là những gì mình liên quan tới văn nghệ ha, thì gia đình mình cái sự ủng hộ như thế nào, thì lúc đó em cũng nói chút xíu rồi. Nhưng mà Hạ Nhi đây thì chị chưa, mình chưa có biết ha. Dạ, thì hồi nhỏ ba mẹ của Hạ Nhi cũng hơi lo sợ là Hạ Nhi và Nhã Vi đam mê về văn nghệ quá thì không có lo về học hành, không có đồng nghiệp mà stable. Nhưng mà trong mấy năm về trước, lúc ba âm thành lập và mẹ em thấy ba âm rất là successful và thấy là nhiều người rất thích, còn trẻ em rất ấn tượng ba chị luôn, thì ba mẹ rất là ủng hộ cái nhóm múa của chúng em. Ba mẹ em thì cũng sacrifice ngủ để giúp em may quần áo, còn làm mấy việc mà errands cho chúng em, thì ba mẹ em rất là ủng hộ. Dễ thương, cảm ơn em chia sẻ. Còn Đăng Vi chị nhớ từ bé là đi đâu cũng thấy có mẹ kế bên hết, rồi ba thì chụp hình. Cái nghĩa là một gia đình lúc nào cũng có sự ủng hộ hết. Thì có thể là quý vị nào mà chưa xem cái phần đầu tiên mà chị phỏng vấn em, thì giờ em có thể chia sẻ thêm cho quý vị biết thêm. Thì cả ba mẹ của Hạ Nhi với ba mẹ của em ủng hộ tụi em là 100% luôn. Ba mẹ của em thì cái buổi trình diễn nào là ngồi ở dưới đó, mẹ thì la quá, còn ba thì đứng đó quay phim chụp hình. Rồi em cũng muốn nói thêm về ba mẹ của Hạ Nhi nữa. Ba mẹ của Hạ Nhi lúc nào cũng sát cánh tụi em đó, đi trình diễn mà cầm quần áo cho tụi em, rồi cầm những dụng cụ, rồi quay phim, lúc nào cũng make sure là ngồi ngay chính giữa để quay phim cho em, để tụi em xem lại.
rồi ba mẹ đã thức sáng đêm luôn để giúp tụi em may quần áo hoặc là dán trên áo. Nên tụi em cũng rất là cảm ơn cả hai ba mẹ đã lúc nào cũng sát cánh giúp đỡ, ủng hộ tụi em. Cái này là mình nói là cái hạnh phúc, tại vì không phải ai cũng được may mắn như hai ba ông đây. Thì thực sự luôn á, là mình nói như chị hỏi tại sao, lý do chị hỏi câu đó tại vì Việt Nam chúng ta đa số Mỹ thì người Mỹ hay người ngoại quốc thì họ cái cách sống họ dễ dàng hơn, còn người Á Châu chúng ta thì lúc nào cũng là công việc rõ ràng trước, có kiếm tiền trước rồi sau đam mê thì tính sau. Nhưng mà khi mà mình biết yêu nghệ, được con đường nghệ thuật á, thì cái đó là một cái là hên xui. Có ai mà có cái duyên á, giống như cũng tổ gì đó, duyên tổ đưa lên thì sự nghiệp nó phát triển ha. Còn có những người họ rất là có gia tài, rất là giỏi, nhưng mà họ lại không có cơ duyên đó để mà mình nói là tên tuổi. Thì tụi em rất ở đây có nhiều người sự ủng hộ thì cũng rất là dễ thương ha. Rồi còn tương lai mình còn có những gì mà chị mình chưa biết đến, có thể chia sẻ cho Chelsea và quý vị nhỉ? Tương lai của mình có 3 PM không? Thì tụi em cũng muốn chia sẻ là gần đây thì tụi em cũng có thành lập một nhóm thiếu nhi ba âm. Thì tụi em cũng đã nói là muốn truyền lại những nỗ lực này cho các em nhỏ. Thì bắt đầu là từ năm ngoái, hình như Tết Trung Thu năm ngoái là lần đầu tiên tụi em đã thành lập nhóm múa ba âm. Thì kêu gọi những các em nhỏ từ 4 tới 12 tuổi để tham gia. Và cũng nhờ đài Little Saigon TV năm ngoái cũng cho tụi em có một cơ hội để cho các em có thể trình diễn và học hỏi thêm về những truyền thống của Tết Trung Thu, những gì đó. Thì từ đó thì tụi em có làm một bài múa cho Tết Trung Thu, cho Tết Nguyên Đán, rồi mới đây cũng Tết Trung Thu một lần nữa, hình như là ba lần rồi, ba bài cho các em. Ba trong nhóm ba em thiếu nhi thì có mấy bạn, mấy em là cũng ba luôn hay là nhiều hơn? Dạ thiếu nhi hình như là bao nhiêu, ba mươi mấy em. Nó là một chương trình học luôn chứ không phải là dạy múa thôi. Cái mục đích của tụi em là muốn dạy tiếng Việt nữa. Tiếng Việt, cho nên cái Tết Trung Thu vừa qua thì chúng em làm một cái liên khúc đồng giao cho các em bé học về những ca khúc mà con chim non, hồng nhâm đâu mấy cái đó, và mình cũng khuyên các em học cái lời của cái bài để lúc khi mình múa thì mình cũng hát theo. Và bây giờ rất là vui vẻ để nói những các em mà không biết một chữ tiếng Việt nào hết bây giờ có thể hát và nhớ một nguyên bài con chim non hay là nguyên bài dạy đi thôi. Tụi em còn recruit thêm những em nữa không? Tụi em đang bàn tại vì có cho Tết Nguyên Đán sắp tới đó, thì có gì thì có thể theo dõi tụi em nếu mà tụi em có thời giờ hoặc là có sức để tạo ra. Tại vì chị biết quý vị khán giả nhiều khi đang xem và quý phụ huynh ở nhà là ô tôi muốn con tôi đi theo giữa bước chân của mấy cô này, thì muốn liên lạc hay là muốn theo dõi thì mình có trang mạng nào để quý vị có thể theo follow tụi em hay không? Dạ tụi em có Instagram, cái tên mình là gì vậy? Ba 3am.dance là chấm dance, hoặc là email là ba âm chấm n như là nhi nvv@gmail.com. Mình sẽ để dưới đây cho rõ. Sẽ ghi cái này. Website cũng vậy, sẽ ghi xuống luôn. Thì quý vị có thể theo dõi rõ ràng hơn là bước chân của tụi em, và có thể sau này có thể hơn những quý vị có con em nhỏ có thể theo học theo bước chân của tụi em để mà học gì đó. Rồi mình có những cốt truyện nào mình trong cái thời gian mà tụi em sát cánh bên nhau là ba âm mình có thể share được hay không? Chuyện nào vui vui hay buồn buồn cũng được. Tại vì người ta nói là phụ nữ với nhau nhiều khi có chuyện nhiều khi bực quá hay là ý kiến mình không hợp với nhau không, hay có bao giờ mà tụi em ngồi xuống mình nói sao một cái meeting nó như thế nào? Cũng may mắn là ba chị em cũng hợp ý nhau rất khoảng 99%. Cái 1% đó là có thể tại vì mình không có, chúng em không có đồng ý cái điệu múa, nhưng mà cái
trang phục và cái ideas ấy, thì cũng ba chị em cũng đồng ý hợp nhau. Cái khó khăn nhất đó em muốn chia sẻ là chắc có thể là cái schedule của ba chị em, tại vì MV là đang học trường y cho nên rất là khó để gặp được MV và em thì làm y tá ở buổi đêm cho nên cả ngày em ngủ hay là em mệt quá không có làm được nhiều việc, cho nên cái schedule là rất là quan trọng mà cũng là khó khăn của ba chị em ba âm. Bây giờ chị nhìn hình lại, chị nhìn em, nhìn cái mặt của tụi em giống như hai mấy đứa high school vậy, như teen vậy mà nó làm y tá đi làm thì người ta nghĩ là bị lạc đâu không? No, chị, we're old. Nhưng mà yeah. Thương vì rất là giỏi là khi mà vừa đam mê âm nhạc, vừa giúp cho cộng đồng, mà vừa có thể học xong là y tá, hay là học ngành y, hay là học cái gì đó. Thì vừa cái là giỏi, một cái là mình có một cách là mình biết prioritize cái schedule của mình và cái gì quan trọng. Thì cái giờ giấc mình chia sẻ như thế nào? Em không ngủ mà sao em... Nghĩa là mình học ra hết luôn hả? Dạ, no, thì em phải cố gắng, phải bỏ những thì giờ giống như nếu mà mình muốn đi ăn, đi chơi gì đó thì bỏ, gặp nhau, múa. Trong mùa Tết đó có nhiều trình diễn và có nhiều ba chị em không có đi chơi gì hết, chỉ có làm và practice thôi. Nhưng mà có ba chị em chung với nhau cũng đỡ, không có chán. Ba tụi em và cũng may mắn là hợp tính nhau. Khi mình chỉ cần mua một cái món nhỏ thôi hay là bô bài về mình ngồi vừa nói chuyện vừa uống là vừa tập thôi. No, chị ơi, chị cho ba tụi em ngồi là tụi em nói sáng đêm luôn. Là cái duyên để dẫn ba chị em đến với nhau. Thì cái hỏi đó là hồi nãy mình có nói là tại sao mình chọn cái tên ba âm, phải không? Là ba người. Ba mình nói chưa? Mình nói ra phải không? Chưa nói gì, bây giờ sẵn là tâm sự luôn đi. Mình chọn tên, chúng em chọn tên ba âm tại vì ba có ba chị em và ba chị em rất là mê âm nhạc cho nên chúng em chọn tên ba âm và chúng em muốn chọn cái tên mà mình cũng nói được tiếng Anh, nếu người không là người Việt đó mà coi cái tên ba âm thì cũng đọc được, cho nên nó gọi là 3 AM. Cũng có nhiều người không biết tiếng Việt đó nhưng mà biết cái nhóm của tụi em tên là 3 AM, cho nên chúng em đã chọn một tên mà tiếng Việt và tiếng Anh cũng được. Cái bây giờ hỏi như chị hỏi có 3 PM không? Có nhiều người cũng chọc cái tên ba âm nhưng mà it sticks. Yeah. It works. Nhưng mà mình biết cái khổ sở trong đó là ba âm mà không, 3 AM mà không có ngủ. Chị nghĩ là ba miền. Chị nghĩ là nếu ba là cái số ba có nhiều cái cách khác nhau lắm. Và tụi em có bao giờ mà hát mặc ba miền khác nhau hay là mặc đồ mà miền như thế nào? Sao chị hỏi đúng rồi. Cái bài mới nhất nhật tụi em đã sáng tạo là Việt Nam ba miền. Là tụi em có liên khúc 3 bài Bắc Trung Nam, và cái trang phục này là lần đầu tiên là tụi em không tự làm nhưng mà cũng giúp làm của nhà thiết kế thời trang Jackie Tài đã giúp tụi em làm cái trang phục ấy rất là đẹp. Cái trang phục là 3 cái trang phục in one, cho nên trong cái liên khúc này chúng em có cái clothing change giống như là magic trick đó. Giống như bây giờ quý vị thấy trên mạng xã hội là một cách là thợ cỡ đồ rồi biết thay đổi sang tiếng khác. We'll insert video clip here. Là mình có thể share được với quý vị luôn ha. Yeah. Là quý vị có thể xem được. Mình cũng có thể có link để cho quý vị click vô để mà thấy rõ luôn. Tại mình sợ một cái show mình nói không đủ á. Như là quý vị coi thì lại không có đủ thời gian để coi hết. Nhưng mà mình sẽ bỏ cái trailer vô hay click ngắn thôi. Là ba miền luôn. Ở đâu tụi em suy nghĩ đến cái đó? Hay là tại chị? Chị nói đúng luôn, chị không có nghĩ tới đó. Tại vì ba mà thì phải có ba miền khác nhau hay là ba cái gì đó. Thì hồi nãy thì em cũng có nói là muốn chia sẻ những gì khác. Thì trước đó thì tụi em cũng muốn những nhạc kiếm nhạc của thượng thì cũng nhiều người cũng không biết ấy, thì ba miền thì mình nghĩ là ai cũng biết là Việt Nam mình có ba miền Bắc Trung Nam, nhưng mà cũng không đúng chị ơi, tại vì cũng có nhiều bạn của tụi em á lại không biết sau khi mà thấy cái màn trình diễn của tụi em nói ủa tại sao
lại có thêm dạ có ba quần áo, chưa bao giờ thấy áo tứ thân, chưa bao giờ thấy áo bà ba, những cái áo dài thì đó, yeah, thì đó thì bây giờ tụi em có thể có một cơ hội để cắt nghĩa thêm về ok, số cái áo tứ thân mà thường của miền Bắc thì tứ là bốn, thân là giống như cái thân người thì có ba bốn bốn tà thì những vậy thì là cái lý do mà tụi em muốn chọn ba miền là bắt đầu từ từ cái foundation, cái basic thôi. Dạ, để cắt nghĩa cho các bạn nha, yeah, và các em. Dạ, mà dễ thương chứ. Thì tại vì hôm bữa chị có lên chị có quay phỏng vấn mấy em nhỏ thì ba em mặc ba miền khác nhau. Cho nên chị ngồi suy nghĩ ba em với ba bé đó. Nó là ý lý do tại sao mình suy nghĩ như vậy đó. Thì hồi nãy em đã chia sẻ những cái khó khăn rồi, còn em có khó khăn nào khác nữa không? Khó khăn. Tại thường lên góc khuất chị thích nghe khó khăn lắm. Tại sao đó mình mới đang thành công. Em nghĩ là tụi em rất là may mắn tại vì cũng không có nhiều khó khăn. Ba cô gái mà không có fight nhiều. Tại vì tính của em rất là hợp nhau, tại vì bạn thân từ hồi nhỏ mà thì lớn lên cũng giống như là chị em giống như là ba chị em thôi. Thì như Nhi nói là khó khăn nhất là tìm thời giờ, tiền. Tại vì tiền cái này là out of our own pocket, là mình đúng tự rồi. Tự bỏ ra để cho nhà nhưng mà em nghĩ cũng không có gì khó đâu ạ. Em thấy đam là dạ tại vì đam mê nên nó rất là cổ vũ tụi em để tiếp tục. Nhưng mà em có nghĩ hình như khó nhất là nếu mà có một cái trình diễn nào đó mà nó last minute. Có một cái show mà tụi em làm tụi em chỉ có một tuần thôi để nhảy bao nhiêu bài, ba bài hả? Lúc đó thì really không có ngủ gì hết. Một hai tiếng mệt đêm thôi. Dạ, em ngủ qua nhà đó. Còn một tuần bài là cùng một ngày đúng hay sao? Để trình diễn một ngày. Wow. Mà phải có quần áo, trang phục, điệu múa, ba bài. Ra là lúc đó là tụi em hình như ngủ có một hai tiếng cái mỗi ngày là vậy. Show nào vậy? Quên rồi. Nhưng mà cực khổ vậy đó. Chị không người nghĩ là mình phải thay đồ nè, là mình phải chuẩn bị khác nhau nữa, tại mình muốn ba bài mình là mới hết luôn. Dạ, đúng dạ, là vâng. Mình không mặc đồ ở lâu, không mặc đồ không ngủ vì mình muốn thay đồ đẹp. Dạ, vâng. Có nghĩa là ngày hôm đó là mình làm khác nhau hết, là cũng may có ba mẹ hai bên phụ giúp cho tụi em ha. Yeah. Nhưng mà practice mà nhớ cái điệu múa có bị lộn bao giờ không? Vậy là chị lộn liền á. Tụi em thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà our brains kind of sync. Ba em khi trên sân khấu á, nếu mà một em quên thì chắc quý vị cũng không biết đâu. Tụi em thì rồi. Biết nhưng mà quý vị không biết, tại vì có bị gõ đầu không? Cũng khó mà quên. Tại vì tụi em chỉ liếc một cái là mình cần làm cái này, mình cần làm cái kia, hoặc là nếu mà ai đi lộn chỗ thì đó thì tụi em adapt rất là dễ. Vậy là hiểu nhau cho nên mình mới làm rất là hiểu nhau. Khi mà một group mình mà nhảy sai á thì hên xui, giống như em nói có nhiều người họ khán giả nhìn là họ biết được, còn có những người như là không biết được là thấy múa thì vui thôi. Lý do khác mà ba chị em cũng hợp nhau rất là good đó, tại vì cái style, cái điệu múa của ba chị em rất là giống nhau, rất là khó kiếm người mà cái kiểu múa giống nhau, một cái hành động thôi mà cũng có 10 version của đó, nhưng mà ba chị em thì somehow we match the style. Hay quá. Cái là mình biết trước khi mình thành lập cái nhóm hay là khoảng lâu rồi, hay là mình mới thấy được rồi mình bắt đầu thành lập cái nhóm, hay là giống như từ hồi nhỏ tụi em là giống như biết nhau rồi, là tụi em đã thấy tụi em nhảy giống nhau rồi, là mình cũng đi chung nhưng mà mình không nghĩ mình thành cái nhóm. Nhưng mà sau này có nghĩa là cái cơ duyên nào mà tự nhiên mình một ngày nó hơi thành nhóm đi. Có bao giờ nghĩ hồi nhỏ là tụi em sẽ biết thành nhóm không? Chắc không. No. Tại vì we have our own projects. Like trong đại học á thì ba chị em cũng có cái lối đi riêng dạ. Nhưng mà tại sao mình thành lập cái bảo? Thành một trò chơi, em không biết, em ngồi trò chuyện thôi hả? Em cũng không có biết
rõ, tại vì từ hồi nhỏ là tụi em cũng múa chung với nhau rồi. Dạ, thì hình như em nghĩ là cũng tại vì mình đi học hát, học múa, học võ cùng nhau á, thì có thể là vì đó mà cái điệu múa của tụi em nó hợp với nhau và nó cũng rất là similar với nhau. Nhưng mà em nghĩ là khoảng 2 năm về trước á, ba chị em có một cơ hội để tự thành lập một cái bài múa. Cái đó là mình chưa bao giờ tự thành lập, tại vì hồi nhỏ thì có cô giáo dạy múa hay là có ai dạy á, nhưng mà 2 năm về trước thì ba chị em phải thành lập cái bài Lối Về Sóc Nhỏ, tự hát và tự múa tự luôn. Như đó là năm 2017 á. 2017. Nhưng mà trước, oh my gosh, it's been a long time. Yeah. Cái bài đó là bài đầu tiên mà thành lập cái The Thought of Becoming Official. And em nghĩ là vì ba chị em đã làm chung với nhau lần đầu tiên và thấy cái điệu múa, cái style của mình giống nhau á, cho nên mình continue there. Tại vì mình chỉ cố tình chỉ để dư thời gian chút xíu để mình bỏ vô mấy cái video để cho quý vị xem cái ba miền đó rất hay. Cho nên mình còn khoảng 2 phút nữa để mình chia sẻ thêm. Trong 2 phút này tụi em có những lời gì có thể chia sẻ cho chị và quý vị khán giả? Hay là ước mơ của tụi em là như thế nào? Riêng em thì em muốn tiếp tục nhóm ba âm. Em thì hàng ngày thì cái lưng em nó hơi đau nên không biết bao lâu nữa em có thể múa, nhưng em muốn có thể truyền lại cho những thế hệ mới như là thiếu nhi ba âm, và mong là các em đó mai mốt lớn lên cũng lấy cảm hứng và có thể truyền lại truyền thống Việt Nam của chúng ta và tiếp tục bảo tồn văn hóa của chúng ta. Cảm ơn em. Dạ, và Hạnh Nhi xin gửi lời với khán giả là cảm ơn những người đã ủng hộ ba âm, và nếu có người ở ngoài mà chưa biết về ba âm, xin coi cái website hay là Instagram hay là Facebook cũng được để xem và theo dõi với chương trình ba âm để tiếp tục ủng hộ chúng em. Cảm ơn hai em rất nhiều vì chị nói chị muốn để thời gian để mà chiếu lên mấy cái gì cho quý vị xem để mà mình cảm nhận được như thế nào. Thì trước khi mình gửi lời chào đến quý vị khán giả chia tay hôm nay, thì chị muốn hai em gửi lời chào quý vị khán giả, là sau đó quý vị có thể tiếp tục theo ủng hộ ba em. Tôi là một em kia không có hôm nay, nhưng ba ông thì mời em ạ. Dạ, thì một lần nữa thì Đan Vi cảm ơn chị Chelsea để cho các em có cơ hội ngày hôm nay để trò chuyện với chị và quý khán giả của đài. Mong là tụi em có thể truyền cảm hứng lại cho các em và quý vị đang xem đài. Và Đan Vi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, Hạ Nhi xin kính chào quý vị. Em cảm ơn chị Chelsea và Little Saigon TV đã cho ba âm có cơ hội để chia sẻ về nhóm múa của chúng em. Cảm ơn hai em rất nhiều, và cũng gửi lời và cảm ơn bạn kia luôn. Dạ. Chelsea rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình góc khuất, và mong là gặp quý vị lại những chương trình kỳ sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.